Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một Tarot Reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài Tarot và Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và cái đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay mà có chủ đề mới của chúng ta sẽ là ngày thứ 5, ngày 15 tây tháng 12 năm 2022, các bạn sẽ như thế nào? Và đây những trao bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và bây giờ mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài. Đây là tụ 1, tụ 2 ha, và tụ 3. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hi, xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 để xem coi ngày thứ 5, ngày 15 tây tháng 12 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào. Và đây những trao bài chung, không phải là trao bài riêng. Mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những người rất là khao khát ước mơ có một cái cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn, sung túc về mặt tài chính cũng như có sự gọi là hài hòa về mặt tinh thần. Mình thấy các bạn là những người có sự rời bỏ một cái điều gì đó xưa cũ, mà các bạn không còn muốn gọi là gây xích mích hoặc là oán hận trong cuộc sống này nữa, mà các bạn muốn có thời gian riêng, có sự bình yên, có sự thanh thản cho chính tâm hồn tinh thần của mình, muốn có một cuộc sống mà bạn vui vẻ, bạn trọn vẹn với điều đó. Mình thấy các bạn sắp có những cái sự khởi đầu mới, bắt đầu những cái điều tốt đẹp, hoặc là bạn là người rất là cực kỳ sáng tạo, thông minh và tài trí, nhiệt huyết ha. Rồi, ngày thứ 5, ngày 15 tây tháng 12 năm 2022 của các bạn tụ 1 sẽ như thế nào? Wow. Một số bạn mình thấy có khả năng ngày hôm nay là các bạn sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn nha. Các bạn không biết chọn cái gì luôn. Một số bạn, các bạn có sự hơi đắn đo, hơi do dự. Hoặc là mình thấy là có nhiều người đến mời gọi bạn hợp tác làm ăn. Thì ở đây mình thấy là các bạn nên có sự điềm tĩnh lại, suy nghĩ cặn kẽ cái gì bạn cần tập trung vào ngay lúc này. Có khả năng bạn có sự tương tác với ba của bạn. Có thể là ba bạn cho bạn lời khuyên hữu ích, hoặc là một số bạn có thể là sẽ có họ tương tác với một người mang năng lượng nam, hay là sếp, một người đứng đầu, một người vững vàng trong cuộc sống, có sự quyết đoán, có sự thông minh, tài trí, và là một người rất là giỏi ha. Và có khả năng là cái người này họ sẽ cho bạn cái hướng đi, lời khuyên chân thành. Một số bạn làm trong lĩnh vực sáng tạo thì mình thấy khả năng là bạn sẽ có nhiều ý tưởng hơn, nhiều cái sự phong phú đa dạng hơn trong suy nghĩ của bạn ha. Đồng thời là mình thấy một số bạn có khả năng có nguồn tiền, tiền lương, tiền thưởng, là những đầu tư gì đó. Mình thấy có khả năng là từ 6 đến 9 triệu đồng trở lên. Một số bạn thì có khả năng ngày hôm nay các bạn sẽ giúp đỡ người khác qua lời khuyên, hoặc là sự động viên, hoặc là tiền bạc gì đó trong khả năng của bạn. Hoặc là một vài bạn có khả năng sẽ bỏ tiền để mua một cái món đồ bạn yêu thích ở đây, cho nên bạn có sự gọi là phân vân lựa chọn giữa nhiều món đồ ha. Đồng thời là mình thấy các bạn sẽ ra vườn hít thở không khí trong lành, rồi các bạn trồng cây, rồi chăm sóc cây cỏ rồi đó. Một số bạn là mình thấy các bạn là có sự gọi là được nhận về một công ty ha, có thể là các bạn sẽ ký kết hợp đồng làm nhân viên chính thức cũng có. Một số bạn có khả năng sẽ gặp được cái người sếp mới ha, hoặc là một cái người gọi là đứng đầu công ty. Đồng thời có khả năng các bạn có tham gia phỏng vấn, thì có thể là họ sẽ đưa cho bạn rất là nhiều tình huống để bạn giải quyết. Và bạn cần phải có sự gọi là vững vàng, tập trung và suy nghĩ kỹ lưỡng, thì bạn sẽ có khả năng giải quyết ổn thỏa được mọi thứ. Một số bạn trong cuối ngày có khả năng là các bạn sẽ đi hẹn hò với người yêu, và cần phải tránh tiết chế lại ha, để không có gây ra những cái sự tổn thương cho nhau. Một vài bạn thì mình thấy là có khả năng trong ngày hôm nay là bạn sẽ uống nước khá là nhiều đó.
Với lại có khả năng là bạn sẽ chọn mua một cái thức uống gì đó mà bạn yêu thích ha, để tưởng thưởng cho bản thân của bạn, để giúp cho bản thân của bạn bớt căng thẳng, bớt mệt mỏi, bớt phiền hà. Một vài bạn thì trong ngày hôm nay là mình thấy là khi mà trao đổi tiền tài, tiền bạc, tiền tệ gì đó là các bạn phải xem xét kỹ lưỡng, đếm tiền ha, để không có bị nhầm lẫn nha. Và ngày hôm nay là bạn phải tập trung vào công việc, đừng có lơ là, đừng có chểnh mảng, vì cái người sếp của bạn họ đang có sự theo dõi quan sát để cân nhắc để tăng lương hoặc là thưởng gì đó cho bạn, cho nên bạn phải có sự tập trung trong ngày này. Một số bạn có khả được nâng lên một vị trí cao hơn, có rất là nhiều cái kế hoạch mới và bạn phải giải quyết từng cái ở đây, và có khả năng là bạn sẽ phải tìm ra những cái hướng giải quyết, tìm kiếm thông tin trên trang mạng để bạn có thể gọi là cho mình một cái hướng đi rõ ràng ha. Và những gì mà bạn cố gắng nỗ lực thì bạn sẽ gặt hái được cái thành quả xứng đáng trong cái ngày này. Một số bạn thì có khả năng là các bạn ấy sẽ, bạn nữ có khả năng sẽ đi làm tóc ha. Đi uống hoặc là cứ cắt hoặc là gọi nhuộm gì đó ở đây. Và ngày hôm nay cũng có khả năng là ai đó mời gọi bạn thành lập hợp tác làm ăn, thì mình thấy là bạn phải suy xét kỹ lưỡng, phân tích vấn đề một cách chắc chắn nhất, đừng có để những cái sự gọi là lợi ích trước mắt mà nó khiến cho bạn mất đi cái sự gọi là phán đoán ha, kỹ lưỡng. Cẩn tắc thì vô áy náy, nếu cần phải hỏi xin ý kiến từ những người có kinh nghiệm, đặc biệt là cái người mang năng lượng nam ha, có kinh nghiệm, đặc biệt là ba bạn hoặc là ai đó họ đã có nhiều cái kinh nghiệm dày dặn sương gió, họ sẽ có khả năng hỗ trợ giúp đỡ cho bạn. Và nếu như ngày hôm nay bạn cần sự giúp đỡ từ người khác thì họ sẽ có khả năng hỗ trợ cho bạn ha. Một số bạn có khả năng đang cân nhắc suy nghĩ sẽ mua món quà gì đó tặng cho ba mẹ của bạn ha, đặc biệt là ba của bạn ở đây ha. Và lá bài này cho thấy cái thiên thần thấy rằng bạn đang bị lôi kéo vào một tình huống đến mức bạn không thể nhìn nhận nó một cách khách quan, thì ở đây đã đến lúc bạn lùi lại và có cái nhìn bao quát hơn về bức tranh toàn cảnh. Thiên thần Michael yêu cầu bạn tách ra khỏi những cảm xúc xung quanh và ngài sẽ giúp bạn làm cái điều đó, và thiên thần cũng sẽ hướng dẫn bạn cách cá nhân hóa trải nghiệm để bạn không có sự gọi là xúc phạm người khác ha, hoặc là để cho người khác bị ảnh hưởng đến tinh thần của bạn nếu bạn có sự dao động. Và cái hành động của bạn sẽ xuất phát từ tình yêu và trí tuệ và có sự gọi là giải quyết một cách ổn thỏa. Hãy cho phép bản thân của mình dành thời gian nghỉ ngơi, tránh xa những người liên quan. Và giai đoạn này thì các bạn được khuyến khích hãy có sự bình yên trong nội tâm của bạn. Nó sẽ giúp cho bạn có những cái sự hiểu biết mới và hữu ích hơn. Và đừng có sự gọi là để cái ảnh hưởng, để những cái sự gọi là phán xét từ người khác ảnh hưởng đến con người của bạn, ảnh hưởng đến tinh thần và cái hành trình của bạn ha. Và hãy để họ tự giải quyết những vấn đề của riêng họ ở đây. Hãy từ bi mà không mang gánh nặng của người khác. Và đã đến lúc bạn rời khỏi một tình huống hoặc là một mối quan hệ không lành mạnh rồi ha. Một số bạn có khả năng là bạn được người khác yêu cầu sự giúp đỡ cho bà họ lời khuyên, nhưng mà bạn đưa ra lời khuyên thì họ lại có sự gọi là không muốn lắng nghe, hoặc là họ khiến cho bạn cảm thấy rất là mệt mỏi với những cái vấn đề của họ, thì đã đến lúc bạn phải có sự rời khỏi cái người đó rồi. Đã đến lúc bạn phải có sự bảo vệ năng lượng bản thân để không bị cái người đó khiến cho cái cảm xúc, cái tinh thần của bạn nó bị ảnh hưởng theo. Cần phải biết gọi là bảo vệ bản thân của mình. Những người nào quá phức tạp và không biết lắng nghe thì tốt nhất là bạn có sự rời bỏ và có nhìn từ bi hơn để cho họ tự giải quyết vấn đề của họ. Bạn không có trách nhiệm cho cuộc sống của người khác, bạn phải có trách nhiệm cho chính bản thân của mình trước. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký, bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ hai. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ hai để xem coi ngày thứ năm, ngày 15 tây tháng 12 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào. Và đây những trao bài chung mang năng lượng chung người người, không phải là trao bài riêng. Mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi, mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ hai. Các bạn tụ hai là những người rất là siêng năng, làm việc chăm chỉ, cần mẫn và có sự khôn khéo, khéo léo và hay làm việc thức khuya nữa. Đồng thời các bạn là người giỏi ăn nói, thông minh, sắc sảo, nhạy bén.
Một số bạn, các bạn có sự gọi là cảm thấy hơi bị kiệt sức trong giai đoạn này, hơi mệt mỏi với nhiều công việc, hoặc là một số bạn, các bạn có sự gọi là kết thúc một cái vấn đề gì đó ha, những cái điều mệt mỏi hoặc là những cái sự phiền muộn trong cái cuộc sống về tình yêu hoặc là cuộc sống về công việc hay gì đó, thì mình thấy các bạn có sự gọi là chạm đáy rồi, các bạn đang có sự gọi là dành thời gian, cần phải dành thời gian để nghỉ ngơi, để tịnh dưỡng, để chuẩn bị cho mình một hướng đi mới hơn. Rồi, để xem coi ngày thứ 5, ngày 15 tây tháng 12 năm 2022 của các bạn tụ 2 sẽ như thế nào. Một số bạn trong ngày hôm nay các bạn sẽ có những cái sự sáng tạo ha. Bạn có khả năng sẽ đưa ra cho mình một cái quyết định sáng suốt nhất, và một số bạn đang dùng luật hấp dẫn để thu hút những điều bạn mong muốn trở thành sự thật. Thì trong ngày này, nếu bạn tham gia phỏng vấn hoặc là làm điều gì đó, nó sẽ đi đến với kết quả là thành công viên mãn cho bạn ha. Một số bạn thì mình thấy các bạn nên bảo vệ trái tim của mình nha. Bạn làm việc quá nhiều, nó sẽ ảnh hưởng đến tim mạch của bạn đó. Đồng thời trong ngày hôm nay thì mình thấy khả năng bạn sẽ có sự tương tác với một người mang năng lượng nữ. Đây là một người hơi nóng tính và có sự gọi là khẳng khái, thẳng thắn, tài trí, thông minh ha. Có khả năng là cái người này họ sẽ tương tác, trò chuyện hoặc là họ sẽ góp ý hay gì đó. Nhưng mà đôi khi những lời nói của người khác họ quá thẳng và họ không biết cách chọn lọc lời nói sẽ khiến cho bạn cảm thấy hơi khó chịu, hơi bực bội. Thì bạn được khuyến khích hãy có sự gọi là suy nghĩ và bảo vệ bản thân, bảo vệ cái tinh thần của bạn ha. Ai góp ý là điều tốt thì bạn tiếp cận, bạn lắng nghe. Còn ai không có một cái ý tốt nào đó, bạn có khả năng cảm nhận được cái điều đó, thì bạn nên gọi là phớt lờ và im lặng trước mọi tình huống, vấn đề, để không khiến cho bản thân của bạn bị ảnh hưởng, bị dao động, bị lung lay bởi những cái điều tiêu cực mệt mỏi đó ha. Bạn không có trách nhiệm phải tiếp nhận rác từ người khác ha. Bạn phải biết bảo vệ bản thân và phải có trách nhiệm với chính bản thân mình, yêu thương, nâng niu và tập trung để nâng cao giá trị của bản thân mình ở đây ha. Đồng thời có khả năng trong ngày hôm nay, một số bạn có thể là các bạn sẽ chăm sóc giường tược, hoặc là bạn sẽ có nguồn tiền ha, tiền thưởng, tiền lương là những đầu tư gì đó mà 7 triệu đồng trở lên. Bạn có sự gọi là vui vẻ, phấn chấn với những kết quả bạn đạt được. Đồng thời mà mình thấy bạn sẽ giành được những thắng lợi vui vẻ, trọn vẹn, có tới 2 lá thành công trong cái trải bài của bạn ha. Một cái điều gì đó sẽ khiến cho bạn có sự vui sướng, hạnh phúc để lấp đầy những cái nỗi buồn trong bạn. Đồng thời mình thấy một số bạn có sự sum họp đoàn tụ với những người xung quanh, có những người thân gia đình, có thể là một số bạn sẽ đi đám cưới nè, hoặc là một số bạn sẽ tham gia những buổi tiệc vinh danh, thắng lợi, thành công gì đó. Hoặc một số bạn có khả năng các bạn sẽ đi tiệc tân gia, hoặc là bạn sẽ dọn đến một khu nhà mới, chỗ ở mới ở đây. Bạn hãy tập trung và đồng thời cái suy nghĩ của bạn hiện tại rất là quan trọng. Bạn nghĩ gì là có đó ha, kiểu như là bạn nghĩ theo điều hướng tích cực thì bạn sẽ thu hút nó đến với cuộc sống của bạn. Còn bạn nghĩ theo hướng tiêu cực, bạn chôn vùi bản thân bởi những cái sự phán xét từ người khác, bạn mệt mỏi, bạn khó chịu, bạn không muốn làm gì hết, thì bạn chỉ khiến cho bản thân của bạn càng tuyệt vọng, càng mệt mỏi và càng thụ động hơn thôi, càng đi xuống thôi ha. Ngày hôm nay các bạn đứng khích hãy giữ cho mình một cái tâm trí vững vàng, biết phân tích kỹ lưỡng vấn đề, rõ ràng trong suy nghĩ và có sự khôn ngoan, biết kiểm soát cảm xúc của bản thân bạn ha. Và hãy tập trung năng lượng, ý chí, sức mạnh của bạn cho những điều mà bạn có sự hướng tới ha. Tránh để bản thân bị phiền nhiễu, bị sao lãng bởi những nguồn năng lượng không phù hợp ha. Và đừng ngủ quên trong chiến thắng, hãy luôn nỗ lực hơn nữa, hãy luôn cố gắng tìm ra cho mình những hướng đi mới ha, định hướng tương lai của mình để phát triển, có sự phát triển rộng mở hơn nữa, thành công hơn nữa. Một số bạn ngày hôm nay có sự tương tác nói chuyện với người yêu thì tránh tránh gây gỗ với nhau ha, nói chuyện rõ ràng và có sự tiết chế trong lời ăn tiếng nói, chừng mực để không gây ra những sự tổn thương cho nhau. Và ở đây cái lá bài này muốn nói với bạn rằng thì hãy sử dụng trí tưởng tượng của bạn ha, và bạn sẽ thấy được câu trả lời. Các thiên thần đang hướng dẫn bạn và trả lời những lời cầu nguyện của bạn.
Tuy nhiên, những thông điệp của các ngài có vẻ là khác thường và bất ngờ vì bạn. Vì vậy, bạn cần phải sử dụng cái trí tưởng tượng của mình để hiểu chúng. Hãy từ bỏ định kiến hoặc là niềm tin cũ về những gì sẽ không hoặc là không thể xảy ra ở đây. Các thiên thần là nguồn tài nguyên vô hạn và các ngài đã sắp xếp theo cái giải pháp mà bạn có thể thấy nếu bạn tin rằng mọi thứ đều có thể. Đồng thời ở đây thì hãy tiến lên phía trước với những ý tưởng của bạn hoặc là ngồi xuống viết lên những chiến lược, kế hoạch hoặc là những cái ý tưởng mà bạn có sự gọi là suy nghĩ ra ha. Ý tưởng của bạn là câu trả lời cho những lời cầu nguyện của bạn. Bạn hoàn toàn được hỗ trợ khi theo đuổi ước mơ của mình. Hãy ghi lại danh sách những điều bạn tin là sẽ có khả năng trở nên sự thật ha. Và hãy thấm nhuần cái điều đó vào trong tâm trí của bạn. Và hãy khẳng định bản thân của bạn một cách tốt đẹp nhất. Bạn hãy biết rằng bạn xứng đáng nhận được cái sự hướng dẫn và quà tặng của thiên đàng ha. Và hãy cảm ơn, dành thời gian cảm ơn các thiên thần luôn bên bạn. Thì các ngài sẽ rất là vui vì các ngài cũng cần có những cảm xúc được trân trọng. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ 2 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất của mình nha. Mình xin chào các bạn. Hi, xin chào các bạn tụ 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 3 để xem coi ngày thứ 5 ngày 15 tới tháng 12 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào. Và đây những trao bài chung, không phải là trao bài riêng. Mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi, mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 3. Mình thấy các bạn tụ 3 là những người đang có sự cân bằng lại cuộc sống của bạn. Có thể là bạn đã có những cái giai đoạn rất là buồn bã về câu chuyện tình yêu hoặc là cuộc sống. Nói chung là bạn đang trong giai đoạn hồi phục lại sức khỏe, tinh thần cũng như thể chất ở đây. Đồng thời mình thấy các bạn là những người đang trong giai đoạn chữa lành cho bản thân. Bạn cũng có khả năng chữa lành, giúp đỡ cho những người xung quanh bạn thông qua lời khuyên, trải nghiệm của bạn. Và bạn là một người có khả năng sẽ thu hút được những điều bạn mong muốn trở thành sự thật nếu mà bạn có quyết tâm, có sự ý chí cao độ và có niềm tin mạnh mẽ, có sự hành động khôn ngoan ha. Và mình thấy các bạn được khuyến khích hãy có sự hài hòa hơn, tập trung hơn vào những gì bạn ước muốn trong cuộc sống thì bạn có khả năng thu hút được cái điều đó. Đừng tập trung vào nỗi sợ, nỗi buồn ha. Hãy tập trung vào niềm vui, tập trung vào những điều hướng bạn đến cái tương lai tươi sáng nhất. Và những gì mà người khác gây ra cho bạn cái sự tổn thương có khả năng là có sự cố ý hoặc là vô tình, hoặc là cũng có một số người họ dùng một cái sự tấn công tâm linh gì đó khiến bạn cảm thấy buồn bã vấn đề cuộc sống của bạn. Thì hãy yên tâm rằng cuộc sống của bạn đang có sự thay đổi chuyển hóa và bạn đang trong giai đoạn được ơn trên hỗ trợ chữa lành cho bạn ha. Ơn trên đang rất là ra sức để hỗ trợ, để giúp cho bạn có một cái sự gọi là hạnh phúc hơn, mạnh khỏe hơn và vui vẻ hơn. Cho nên hãy luôn giữ vững niềm tin tưởng và hãy luôn cố gắng cầu nguyện với thiên thần vũ trụ, đấng bảo hộ thiên liêng nhiều hơn nữa trong giai đoạn này, để kết nối với nguồn năng lượng sức mạnh của các ngài, để giúp cho bạn có thể vượt qua được khỏi mọi biến cố trong cuộc sống. Rồi, ngày thứ 5 ngày 15 tới tháng 12 năm 2022 của các bạn tụ 3 sẽ như thế nào? Ngày hôm nay các bạn được khuyến khích đừng nhìn về quá khứ nữa ha, hãy tập trung sống ở hiện tại và ra kế hoạch cho tương lai của bạn. Một số bạn ngày hôm nay là cẩn trọng đừng có mua sắm nhiều quá, không thôi là sẽ bị cạn kiệt về nguồn tài chính đó. Một số bạn có khả năng các bạn đang mệt mỏi, đang bị bệnh hay gì đó thì các bạn cần phải nghỉ dưỡng, định dưỡng sức khỏe là tốt ha, vì sức khỏe của bạn đang dần dần hồi phục rồi. Đồng thời ở đây thì các bạn cần phải cẩn trọng chó giữ trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình thấy khả năng các bạn sẽ đưa ra đường hướng, con đường tiếp tục, cái kế hoạch riêng cho bạn, cái
cuộc sống mới của bạn hoặc là những cái sự phát triển mới của bạn. Một số bạn có khả năng có sự rời bỏ một cái nơi ăn chúng ở hoặc là một cái môi trường nào đó mà không còn phù hợp nữa. Và bạn đang có sự gọi là chuyển đổi, thay đổi cuộc sống của bạn ở đây. Một vài bạn thì mình thấy khả năng là các bạn sẽ đi biển, đi du lịch hoặc là đi thăm người thân bị bệnh hay gì đó ở đây ha. Một vài bạn thì như vậy. Hoặc là một vài bạn thì có người thân đến thăm các bạn. Mình thấy trong ngày hôm nay thì các bạn cần phải ăn uống hợp lý, điều độ để không có bị cái chứng bệnh đa bao tử hoặc là rối loạn tiêu hóa ha. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Giai đoạn này nên gọi là thư giãn, nghỉ ngơi đi ha. Ra ngoài thiên nhiên, hít thở không khí trong lành nhiều hơn nữa. Và ngày hôm nay một số bạn thì có khả năng là các bạn có nói chuyện với người yêu, thì các bạn nên có sự tiết chế, nói chuyện rõ ràng với nhau để không gây ra những cái sự tổn thương không có, không đáng có, sự hiểu lầm, mệt mỏi ha. Một số bạn mình thấy ngày hôm nay thì có thể là trong công việc của bạn á, phải có sự cân bằng giữa tình yêu và công việc ha. Đừng có để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến cái công việc của bạn, nó sẽ khiến cho bạn bị thất thoát ha. Và đồng thời mình thấy là các bạn phải bảo vệ đôi mắt của mình thật là tốt nè. Một số bạn thì có khả năng là các bạn sẽ có những cái sự lựa chọn. Tuy nhiên mình thấy là bạn phải có sự gọi là tập trung và xem xét cái nào thực sự phù hợp với bạn. Cái nào bạn thực sự yêu thích thì bạn hãy chọn nó. Bạn thấy nó có đường hướng tương lai, có sự rõ ràng ha. Hãy tập trung vào mục tiêu hướng đi của mình ở đây. Ai đó mời gọi bạn hợp tác làm ăn kinh doanh hoặc là mượn tiền hay gì đó thì bạn tốt nhất là nên tránh trong ngày này nha. Và hãy có sự phân định rạch ròi giữa tình cảm là tình cảm, công việc là công việc, tiền bạc là cần tiền bạc ở đây ha. Để tránh gọi là bị mất cái khả năng phán đoán, vì trong ngày này nếu mà bạn không kỹ lưỡng sẽ có sự hao tổn về tiền bạc tài chính. Nên phải có sự kỹ lưỡng rõ ràng ở đây ha. Cẩn trọng, cẩn tắc vô ai nấy. Có thể là ai đó sẽ cố lấy lòng bạn để giúp để được bạn giúp, nhưng mà thật sự cái người này họ có sự không tốt ha. Họ muốn cao chạy xa bay, cho nên các bạn cần phải có sự gọi là suy nghĩ cặn kẽ, kỹ lưỡng hơn. Và mình thấy ngày hôm nay cái trực giác của bạn cũng khá là tốt đó ha. Bạn có sự bứt rứt khó chịu điều gì đó thì tốt nhất bạn đừng có làm. Và bạn có khả năng ứng biến được mọi thứ nếu mà bạn có sự gọi là kỹ lưỡng. Đây chỉ là những lời nhắc nhở bạn thôi. Còn cái việc mà bạn thực hiện được hay không đó là do bạn ha. Do cái sự linh hoạt của bạn. Một số bạn ngày hôm nay có ăn uống gì đó để ly tách cẩn thận, đêm hôm sẽ bị đổ vỡ ha. Vào cuối ngày á. Đồng thời thì mình thấy trong ngày này là bạn nào làm việc liên quan đến số tiền ha, liên quan đến giấy tờ là phải có sự tập trung hơn nữa. Đừng có để cái sự mơ màng mơ mộng nó sẽ khiến cho bạn bị ảnh hưởng và khiến cho có sự gọi là hao tổn tiền bạc tài chính. Một vài bạn trong ngày hôm nay là lấy xe cẩn thận nha. Làm việc gì cũng phải có sự cẩn thận để tránh gây thương tích cho bản thân của mình. Nói chung ngày hôm nay các bạn nên tiếp xúc nhiều hơn với nguồn nước, với thiên nhiên để bạn cảm thấy thoải mái, thư giãn hơn. Và tránh nhìn về quá khứ nữa ha. Hãy lấy những bài học quá khứ để giúp cho bạn có sự mạnh mẽ và tin tưởng hơn. Còn những gì đã mất trong quá khứ thì coi như là cũ đi thay người đi. Bạn vẫn còn sức khỏe, vẫn còn tương lai, vẫn còn thời gian để có thể gọi là biến chuyển mọi thứ. Và mọi thứ đang dần tốt lên với bạn rồi ha. Luôn suy nghĩ theo hướng tích cực, lạc quan và cái điều tốt đẹp nhất nó sẽ đến. Còn nếu bạn suy nghĩ theo hướng gọi là phàn nàn, mệt mỏi, chán chường và thất vọng thì bạn chỉ toàn thu hút những cái sự thất vọng và mất mát mà thôi. Suy nghĩ của bạn rất là quan trọng trong cái giai đoạn này đó. Và các bạn được cần thiết hãy uống nước nhiều trong giai đoạn này ha. Một số bạn, các bạn đang hướng tới cái việc gọi là thay đổi cuộc sống, đi xa làm việc hay gì đó, có khả năng là ngày hôm nay có thể là bạn sẽ chuẩn bị cho những cái hành trình đó, có thể là chuẩn bị hồ sơ hoặc là chuẩn bị hành lý, vali gì đó cho cái chuyến đi của bạn ha. Và ở đây lá bài này cho thấy rằng một số bạn, các bạn đang có những cái sự bối rối và trước những cảm xúc mâu thuẫn và không biết nên đi theo hướng nào. Thì ở đây thiên thần Michael sẽ giúp bạn đào sâu vào cảm xúc của mình, bóc tách các lớp để tiếp cận cốt lõi sự thật bên trong bạn. Và ngài hướng dẫn bạn viết ra những gì bạn đang nghĩ và cảm nhận mà không cần chỉnh sửa hay kiểm duyệt lời nói của bạn. Giống như là bạn nghĩ gì bạn viết ra cái điều đó ha. Viết nhật ký riêng sẽ cho phép bạn đạt được những cái sự hiểu biết sâu sắc về bản chất của những gì bạn thực sự mong muốn. Sự rõ ràng này sẽ soi sáng các bước bạn cần để thực hiện những bước tiếp theo.
Một số bạn có khả năng các bạn được khuyến khích hãy theo đuổi cái công việc mà bạn yêu thích như là viết lách, sáng tạo hoặc làm một cái điều gì đó. Một số bạn sẽ có khả năng là viết những cái điều mà bạn suy nghĩ hoặc là bạn học cái gì đó thì bạn viết ra giấy để bạn viết ra tập để bạn có sự gọi là tập trung hơn và thấm nhuần hơn ha. Một vài bạn thì sẽ học thêm một cái vài ngôn ngữ mới trong ngày này. Và hãy cảm ơn cái thiên thần đã giúp cho bạn có sự khai trí trí tuệ của bạn, khai thác trí tuệ sáng tạo của bạn ha. Và cảm ơn vũ trụ đã cho bạn một cái sự gọi là sâu sắc ha, cái nhìn sâu sắc và những cái sự ban phước trong cái cuộc sống này. Càng biết ơn thì bạn sẽ càng nhận được nhiều hơn ha. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn.